Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình gửi lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã xem và luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay mình quay để khoe với mọi người và xem mà có bạn bè nào mà cùng sở thích đam mê sưu tầm đồ đồng thì hãy liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Mọi người liên hệ với mình qua Zalo. Số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668. Mọi người vào đấy kết bạn và giao lưu với mình. Muốn mua một sản phẩm nào của mình thì mọi người cứ vào đấy hỏi mình nhé mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người ba sản phẩm là hai ba cái bình đồng này mọi người ạ. Đấy, đầu tiên là mình quay cho mọi người đây là một cái bình đồng. Bình đồng này rất là cổ rồi. Đây là nó có triện đi mọi người nhé. Triện bên dưới này có chữ luôn. Chữ này là chữ nó viết 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 thôi mọi người chứ không cũng không khắc nổi gì cả. Đấy, đây một cái đồng mọi người nhé, 100% là đồng xịn luôn. Đấy, và nó có một con lân đây mọi người, có một lân khắc nổi lên nhé mọi người nhé, một lân khắc nổi lên. Đây cũng là đồng, nó khi người ta đổ vào đây nó cũng lồi lên như này. Những cái vân này cũng đều là nổi lên mọi người nhé. Đấy, vân này là nổi lên này. Đấy, xung quanh này có những cái vân kiểu đồng nó chảy như này. Đấy, và nó có một cái triện triện khắc nổi lên luôn mọi người. Đấy, triện khắc nổi lên nhá. Ở đây có một lần rất là đẹp luôn. Đây là sản phẩm thứ nhất của mình. Đấy, mọi người ai mà muốn sưu tập cái này thì cứ liên hệ với mình, xong mình sẽ gửi ảnh chi tiết sản phẩm này tới cho mọi người. Mình quay video này mình chỉ quay được như này thôi. Nếu mà mọi người không xem được kỹ thì mọi người cứ liên hệ với mình sẽ gửi lại. À, đây là một cái, đây là mình tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái bình này nữa. Đây, mọi người cứ xem qua để mình đi lấy kích thước, mình đo cái kích thước cho mọi người. Đây là một cái bình này cũng là đồng luôn nhưng mà nó mỏng hơn cái đồng kia. Toàn bộ những cái họa tiết này là họ khắc chìm hết mọi người, khắc hết chứ không phải là vẽ mọi người nhé, toàn bộ là khắc. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Em quay từ dưới này lên trên này cho mọi người xem. Chiều cao của cái bình bình này nó là 47 mọi người nhé, chiều cao của 47. Cái chỗ bụng này nó to nhất đây nó là vào 13 mọi người ạ, 13,5. Cái bình này thì là nó không có triện dấu gì cả. Đây ở dưới đáy nó đây mọi người, đáy bình nó đây, đây là miệng bình của nó đây. Đấy, miệng bình loe rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ để đây mình quay cho mọi người xem cái bình này. Và một cái bình này nữa, nó là đi theo một cặp nhé mọi người nhé, là một cặp luôn. Để mình đo cái miệng này cho mọi người xem này. Đây cái miệng miệng của nó đây, miệng nó vào 13 mọi người nhé, miệng 13. Lát nữa mình sẽ đo lại cái kích thước cái bình đầu tiên. Đấy, đây cái bình đấy đây, bình này và cái bình kia là một cặp nhé mọi người nhé, một cặp. Đây mình đo mọi người, chiều cao của nó vào khoảng tầm 54-55, chiều bụng của cái bình này là 21, chiều bụng của cái bình này là 21, chiều cao là 55, 55 chiều cao 55. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Họa tiết thì là nó đều giống nhau, nó khắc chìm hết. Đây em quay sát lại đây để anh quay cho mọi người xem. Quay sát lại cái bụng của nó, bụng của cái bình này. Ở dưới chân này là họ cũng chạm khắc nhá mọi người nhá, không phải là vẽ đâu nhá.
toàn bộ khắc như kiểu khảm ấy, nó mình lấy về này nó còn vẫn còn bẩn ấy. Mình chưa vệ sinh được nên là nó cũng còn nhiều những cái màu ố vàng, ố màu trắng trắng ấy. Cái này thì lại là tháo được ra ấy mọi người nhé. Đây mình tháo ra mọi người xem. Đây, cái này là nó tháo ra. Đấy. Nó tháo ra là một cái như này và cái này. Nhưng mà cái bình này nó lại đặc biệt là ở ở đây trên này chắc chắn là nó có một cái gì đó mọi người ạ. Nên là nó có một cái bước gen ở đây. Nhưng mà nó bị mất rồi. Không biết là nó có hay không hay là nó thiết kế này thì mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một cái gì nó ở đây. Và bị mất rồi mọi người nhé. Không còn nữa. Bây giờ nó chỉ còn này thôi. Nếu mà bạn nào mà mua về mà muốn tiện một cái đặt một cái tròn tròn nó lắp gen vào đây là cũng được. Mình mua ở cửa hàng là nó bị mất rồi. Bình này nó cái bình này thì mình nghĩ nó mình chưa cân đâu nhưng nó chắc khoảng tầm 3 cân đồng ấy mọi người. Đấy, để 3 cân đồng em quay từ dưới này lên trên cho mọi người xem. Để bây giờ mình bỏ cái này nó xuống để mình đo lại cái kích thước cái bình đầu tiên. Cái bình đầu tiên thì mình cái này đồng rất là đẹp luôn, chuyện cổ rất lâu năm rồi. Chiều cao của cái bình này là 25. Đường bụng của nó là chỗ to nhất là 18, 18 thì mình đo toàn bụng của nó xem nào. 56 mọi người nhé. Rất là lộc phát luôn. Lộc phát không phải. Số 56, số rất là đẹp. Bụng 56 rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ bỏ cái bàn bàn xoay này của mình xuống. Mình quay cho mọi qua mọi người xem đây. Ba cái bình đồng. Mọi người nào ai mà muốn thích ai mà sở thích đồng thì mọi người cứ giao lưu liên hệ với mình mọi người nhé. Mình nhắc lại số điện thoại để liên hệ với mình qua Zalo là số 0962 949 668. Mọi người vào đấy liên hệ với mình nhé mọi người nha. Thôi mình chỉ quay thế thôi. Mình xin phép để mình kết thúc video ở đây đây mọi người. Đây mình đo luôn cái miệng 9,5 mọi người nhé. Miệng 9,5. Rất là đẹp luôn. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mình một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của mình. Thôi mình xin chào mọi người nhé. Bye bye mọi người.